Chào mừng các em đến với tiết học âm nhạc lớp 8. Hôm nay chúng ta sẽ học hát và Tuổi Hồng, nhạc và lời của Trương Quang Lục. Các em cùng tìm hiểu về nhạc sĩ Trương Quang Lục. Nhạc sĩ Trương Quang Lục sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 ở Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ông bắt đầu sáng tác âm nhạc từ năm 15 tuổi, là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Một số tác phẩm tiêu biểu: Vàm cỏ đông, Màu mực tím, Trái đất này là của chúng em. Cô mời các em cùng nghe qua bài hát mẫu. Em cùng tìm hiểu về bài hát Tuổi Hồng. Bài hát được viết ở nhịp máy. Bài hát được viết ở nhịp 4-4. Các em quan sát ô nhịp đầu thiếu phách. Chỉ có một phách thôi, thiếu ba phách, như vậy gọi là ô nhịp lấy đà. Em hãy kể tên các ký hiệu âm nhạc có trong bài hát. Các ký hiệu có trong bài hát là dấu nối, dấu luyến, dấu quay lại, khung thay đổi. Bài hát được chia làm hai đoạn. Đoạn A có 4 câu và đoạn B có 2 câu. Đoạn A từ vui sao đến được lên. Đoạn B từ la la đến tuổi hồng ơi. Đoạn A câu số 1 từ vui sao đến ngày ngày. Câu số 2 từ tuổi hồng đến tương lai. Câu số 3 từ tuổi hồng đến cành lá. Và câu thứ 4 từ tuổi hồng đến rực lên. Đoạn B câu số 1 từ la la đến đẹp những ước mơ. Và câu còn lại la la đến tuổi hồng ơi. Các em luyện thanh theo mẫu âm sau đây. Mi 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 ma 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 hey.
mời các em cùng nghe hát mẫu đoạn A câu 1-2. Vui sao khi bước trên đường này, đến trường thân quen vui ngày ngày. Tuổi hồng vừa sáng rực rỡ trên vai, khoảng trời mộng mơ đẹp sáng tương lai. Cô mời các em cùng nghe lại một lần nữa. Vui sao khi bước trên đường này, đến trường thân quen vui ngày. Cô mời các em cùng hát. Cô mời các em hát lại một lần nữa. Các em cùng nghe mẫu đoạn A câu 3-4. Tuổi hồng đến với em, tựa mùa xuân đang về trên cánh lá. Tuổi hồng đến với em, như ánh nắng khi bình minh rực lên. Các em nghe lại lần thứ hai. Tuổi hồng đến với em, tựa mùa xuân đang về trên cánh lá. Mời các em cùng hát. Chúng ta hát lại một lần nữa. Cô mời các em cùng nghe hát mẫu đoạn B. La 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 la, tuổi hồng ơi đẹp như ước mơ. La 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 la, đẹp mùa hoa tuổi hồng ơi. La 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 la, tuổi hồng ơi đẹp như ước mơ. Cô mời các em cùng hát. Các em cùng hát hoàn chỉnh cả bài hát. Thank you.
Bài hát Tuổi Hồng sáng tác vào cuối năm 1987, đầu năm 1988 dành cho học sinh cấp trung học cơ sở. Đó là lứa tuổi rất đẹp, người ta thường gọi là tuổi hồng, tuổi mực tím. Bài hát nói lên kỷ niệm trong những ngày đang ngồi trên ghế nhà trường, với bao ước mơ hoài bão và các em tự hào về tuổi mới lớn của mình. Cô mời các em cùng tham khảo thêm bài hát Màu Mực Tím của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Tiết học đến đây kết thúc. Ở nhà các em học thuộc bài hát Tuổi Hồng, kết hợp tập gõ đệm và kết hợp động tác vận động. Chuẩn bị bài tiết 10, giọng song song, giọng la thứ hòa thanh và tập tục nhạc số 3.